Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C 5 chỗ ngồi quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Kia Cerato phiên bản 1.6 số sàn. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 435 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2020 phiên bản 1.6 số sàn, phiên bản đủ này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Cerato này ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Cerato 2020 này các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị các bạn cùng tôi đi xem về phần bên ngoài, thân vỏ bên ngoài của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, màu đỏ rất là đẹp luôn. Chiếc xe này là màu đỏ đun. Và nhìn về bên ngoài thì quý vị các bạn thấy được luôn đấy ạ. Những chiếc xe đến từ đất nước Hàn Quốc thì rất là nhiều option rồi. Thiết kế thì đẹp và nhiều option này. Toàn bộ từ cụm đèn pha bi xenon này, đèn led ban ngày này, đèn led ban ngày đây này, nếu như bật lên là nó sẽ sáng này. Đấy, và đèn gầm cũng là đèn bi. Rất đẹp luôn và rất là mới luôn nhá. Toàn bộ thiết kế từ mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất là đẹp, rất thể thao, phù hợp với thanh niên. Và chiếc xe này thì cũng đã được trang bị là gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương này. Và đã chủ xe đã độ thêm là camera sườn. Chủ xe độ thêm rất là nhiều option quý vị và các bạn nhé. Quay đến đâu tôi sẽ giới thiệu đến đó cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, về phần sườn bên lái này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là nước sơn còn rất là đẹp luôn này. Đấy, và nhìn từ phía sau của chiếc xe thì quý vị và các bạn thấy đây ạ, phụ đèn hậu cũng là led rồi, full led rồi này. Hệ thống đèn là toàn bộ là led các bạn nhé. Xi nhan này, và đặc biệt là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là những cái cụm đèn này cũng còn rất là mới, chưa có xước sát gì quý vị các bạn nhé. Đấy, nước sơn ở bên phụ này, đây là phần sườn bên lái này, đều rất là đẹp luôn này. Và dàn lốp còn rất là dày luôn bạn nhé, la răng đúc, mặt phay 5 cánh kép. Đấy, và dàn lốp thì còn rất là dày, cả dàn lốp luôn bạn ạ, cả dàn lốp đều rất là dày luôn này. Đấy, cả dàn lốp đều rất là dày luôn bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, đề nổ start top này, bấm tay để mở cửa này. Đấy, toàn bộ về những cái phần ngoại thất đều rất là đẹp và rất là mới rồi. Ở cái phiên bản số sàn này 1.6, động cơ 1.6 đây MT, cho nên là rất tiết kiệm nhiên liệu mà nhá. Chỉ 6,6 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị 8,73 lít, nhưng nếu ngoài đô thị chỉ có 5,48 lít thôi bạn ạ. Đấy, gọi là 5 lít rưỡi. Rất là tiết kiệm nhiên liệu bạn nhé. Và bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất cũng như là về phần keo chỉ bên trong. Đây là chiếc tắp bi cánh cửa phía trước bên lái này. Keo chỉ là còn nguyên zin này. Đấy, và toàn bộ từ tắp bi cánh cửa này đến tắp lô, vô lăng cần số này đều rất là đẹp luôn bạn nhé. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, cruise control, kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động nè. Đồng hồ công tơ mét 5 vạn 8 km các bạn này. Đấy, đều rất đẹp luôn. Nội thất là đã được trang bị nội thất ghế da rồi này, trải sàn da này, lót sàn 5D này. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây này, phiên bản này là 1.6 MT. Và chiếc xe được sản xuất năm 2020 này, sản xuất và lắp ráp tại Thaco Việt Nam. Đấy, rất đẹp luôn bạn nhé. Tôi sẽ đi tôi mở hết ra để tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn nhé. Đấy, nội thất này. Và đây là chiếc tắp bi cánh cửa phía sau. Phía sau bên lái này, keo chỉ còn nguyên zin này, tắp bi này, nội thất phía sau đều rất là đẹp này.
cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi này. Phân khúc C thì rất là rộng bạn nhé. Phân khúc sedan hạng C, xe dài hơn và rất là rộng, rộng cả khoang ghế ngồi, khoang hành khách ngồi này và khoang cốp đều rất là rộng luôn này. Toàn bộ từ những cái keo chỉ của cốp này, đấy, keo chỉ cốp còn nguyên zin hết luôn bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, keo chỉ còn nguyên zin này. Và cốp sau rất là sạch này. Đấy, cốp sau vừa rộng mà lại rất là sạch luôn bạn nhé. Lốp sơ cua còn rất là mới luôn này. Và chiếc xe này thì chủ xe cũng đã dán chống ồn. Đấy, ở Việt Nam mình thì ngoài những cái thiết kế mà nhà sản xuất đã trang bị cho một chiếc xe rồi, nhưng mà về bao giờ thì chủ xe cũng phải thêm một số thứ, ví dụ như là chống ồn này, lắp thêm camera sườn này, màn hình Android này. Đấy, mua cái xe xong là bao giờ cũng phải thêm một số option lắp thêm theo ý của mình. Đấy, và đây là phần tắp bi cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa phía sau bên phụ này, từ tắp bi rất đẹp luôn. Nội thất hàng ghế ngồi phía sau này đều rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, đều rất là đẹp luôn này. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ này, cũng là bấm tay để mở cửa cánh cửa này. Và toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa còn nguyên zin hết này, chưa có mất một phân keo chỉ nào các bạn nhé. Đấy, từ keo chỉ cho đến tắp bi cánh cửa này đều rất mới, đến tắp lô, vô lăng cần số tay phanh. Đấy, đều rất là đẹp luôn bạn nhé. Màn hình, đấy, màn hình đã được trang bị màn hình thông minh rồi, giải trí thông tin đa phương tiện rồi các bạn nhé. Và ốp bậc cửa cũng bằng inox để chống trước luôn này, trải sàn da này, lót sàn 5D này, mấy lớp lót cho chiếc xe này các bạn nhé. Cho nên là chiếc xe rất là sạch, chủ xe rất là cẩn thận đấy. Toàn bộ hàng ghế da đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Với những chiếc xe đời cao này thì quý vị các bạn có thể yên tâm về chất lượng luôn các bạn ạ. Mới lăn bánh có hơn 5 vạn thôi. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe quý vị các bạn nhé. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Cerato 2020 này, ở phiên bản này là động cơ DOHC 16 van với dung tích 1.6 lít kết hợp với hộp số tay 5 cấp quý vị các bạn nhé, 5 cấp này. Và điều đặc biệt là toàn bộ từ ốc chân máy này, ốc chân máy của chiếc xe còn nguyên zin, chưa bị tháo này. Ốc mặt máy này cũng còn nguyên zin hết này. Đấy, tất cả là còn nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Đấy, tất cả luôn. Đây, kể cả ốc cabo này, keo chỉ cabo cũng là còn nguyên zin này, nguyên zin hết, keo chỉ nguyên zin này. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là nguyên zin hết này. Đấy, đến ốc tai, ốc giảm sóc đều nguyên zin hết luôn bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi, rất là mới đúng không quý vị ạ? Đúng không quý vị và các bạn? Đấy, rất mới luôn. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Kia Cerato phiên bản 1.6 sản xuất năm 2020, số sàn lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi. Và ở chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 435 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi đang vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2020 phiên bản 1.6 số sàn này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đây ạ, là 0905 608 883, để chúng tôi tư vấn. Chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh,
những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.